là phải nhắc lại, tại vì nó có tài liệu, nó có rất nhiều, mà cái hình này là hình chưa có đầy đủ lắm đâu, nên cái chi tiết của nó là thấy không, nó có trong cái sơ đồ. Nhưng mà vô cái sơ đồ mà đoạn tuyến tàu hơn, bây giờ thì Việt Nam nó có ai thẩm dịch đâu, có mình thầy dịch ra hết rồi, dịch ra cũng cái cuốn dày dày vậy nè, dịch trong cuốn đó ra, cuốn này nó ra nè. Bây giờ mình nói sơ cái nó có ba cái nói xong đưa cái hình mới thấy cái hình nó vẽ vậy thấy không, để em để ý nó có ba cái khu cái này, có một cặp, nó có một cặp đây nè, cái này là khu, cái khu này thấy không, rồi cái khu này là cái cổ nè, nó vẽ cái này là cái cổ, còn cái này là cái não, cái này cái hình này là cái não, cái này là cái cổ, còn cái này là quả tim, cái này là lá gan, cái này là cái đăng điền, còn đây là cái hội âm, vẽ vậy đó cái hình đó. Thì cái môn này là để ý nó có cái, nhiều lúc mình không để ý trong người nó có ba cái cơ quan trọng, cái trên đầu và cái ngực và cái bụng. Cái ngực là nó là cái gì, nó chuyên về gì em chưa, nó không phải là cái tim không đâu, nó chuyên về, nó dính dưới là cái bao tử, nó chuyên về tức là nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng tức là làm mập béo, tức là cái bao tử á đó. Chứ cái phổi chứ cái tim không, chưa 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 là đúng đâu, cái khu giữa là để nghe khu giữa, và chỗ này là chuyên chống bệnh à, cái lá lách, cái tỳ mình á, nó sản xuất ra máu trắng, tức là bạch huyết, hệ bạch huyết, ở trong Tây y nó gọi là hệ bạch huyết, mà trong khí công ít ai nhắc tới đó, thời hồi đó nó không có thấy cái này, mấy cái người xưa khi nó giải phẫu ra nó mổ người nó không thấy cái máu trắng, thằng ra ảnh không có biết. Nhưng mà khi họ nghiên cứu bây giờ Tây y nó phát hiện là cái trong lá lách mình, trong cái tỳ mình, nó trước khi mình ăn cái gì nó pha hai loại, thứ nhất là nó ví dụ là các món ăn á, món ăn mình đưa vô, bất cứ cái gì đưa vô, thứ nhất ảnh pha một cái chất à, để đem vào biến thành đồ ăn, thành cái chất bổ cho cơ thể, chất bổ, nhưng trong đó nó pha thêm một chất kháng bệnh trong đó à, không ai biết cái chất kháng bệnh là lát hồi nó biến thành máu trắng đó. Máu trắng thành ra khi nó vừa sản xuất ra, nó ngay cái ức ở ngực mình có một cục bự lắm, cái cục ở bự, cái cục ở ngực thành ở giữa cõi cái ức, mình coi là cái hệ bạch huyết đó, thì cái ức có một cục, trên cổ có một cục, đó là hai cái cục là hệ bạch huyết nó nằm đây, mà ở ức thì nó chắc là ở nách một cục, chiếu như này là ở háng một cục à, nó có 5 cục, nó cũng có 5 cục, 5 cái cục trắng này, 5 cái khối vậy đó. Thì những cái bệnh hoạn mà dụ cái kháng bệnh này có hai loại, kháng tự ngoài cho chất độc, ví dụ con gì cắn, hay là những cái chất gọi là viêm, nhông giống mà bị vết thương viêm này viêm kia đó, là nó chất cái chất nó chống lại, và thứ hai là nó chống các cái bệnh như là bệnh ung thư nữa đó, đó mấy cái bệnh đó nó có hai loại, tức là cái bệnh bên ngoài da chất độc ha, còn bên trong là những cái nó ung thư ung gì nó làm nội loạn tế bào, thì cái thằng thằng bạch huyết nó có hai chức năng là chống các những cái giống như cái nhiễm trùng, và chống cái biến loạn, cái loạn loạn không, tức là cái chức năng lộn xộn trong cơ thể đó, thằng thằng cái ngực mình nó chế ra, thành ra cái giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai khi mình luyện tĩnh khí công, mình luyện khí theo cái đường đường phía trước này nè, để tăng kháng bệnh, tại vì giai đoạn một là tinh hóa khí, nam là tinh hóa khí, nữ là khí hóa hóa thần. Cái này coi cái này mới thấy nè, cái này nó vẽ ghê lắm nè, nó vẽ chi tiết ra ha, đi vô cái chỗ chỗ quan trọng này nè. Nè, cái kết luận của nó nè, cái hình nó vẽ cái này là nữ, cái âm dương, cái hình này tức là nữ, cái này là nam, trong cái độ thi mà trong cái thái cực mà thi đô chưa tỉnh hay không là nó luyện nam nữ, tu tu luyện nữ là huyết hóa khí, huyết là màu đậm nè, nam là tinh hóa khí tức là tinh trùng hóa khí, hóa khí nữ là huyết, tức là cái rắn dã nó chảy ra kinh nguyệt thì nó cái huyết là nó biến thành khí luôn, thành nó không có, còn nam thì tinh nó nhả thành tinh trùng, nó không thành trùng, nó quá thành tủy luôn, cái này thao khí khí nó thành tủy đó, đó là cái giải thích cái sơ đồ đó. Nhà theo cấu trúc hai bên khác nhau chỗ chỗ này, tử cung
và Bụt sử dụng chỗ này. Kinh Hạ Đăng Điện Nữ nó nằm ở đây là cái tử cung, và âm đạo là cái hạ đăng điện của nữ. Còn cái hạ đăng điện của nam là nó rút khí từ hai tinh hoàng lên, còn nữ là hóp âm đạo và co tử cung. Khi tập á sẽ thấy cái cảm nhận nhẹ khi mà luyện á, ví dụ nam nó hóp, nó thoát, tức là khi nó hít vô là ở trên, nó trên đầu khi xuống dưới bụng đó là khí vô, nhưng mà lúc nó vô cái tự dưới mà đúng ra sau lưng nó phải thoát đó, thì nữ nó phải hóp cái âm đạo lại, hóp âm đạo thì khí nó mới lên lưng được, không thôi nó không lên. Thì nam nó có cái hóp đó. Cái hóp đó, nó nằm ở hai bộ, khi nó hóp vậy nó thuộc tinh trùng nó quá thành khí liền. Còn nữ nha, huyết nó ở trong tử cung nó không chảy ra được, thì nó bị hóp lại, nó bít lại, nó không cho chảy ra. Đó là hai cái kỹ thuật để giải thích. Trong cái hình này thì trong cái hình này thấy không, để giải thích cái khu này là cái đầu. Cái đầu là cái gì, cái cổ là cái gì, cái này là cái gì, là bắt đầu mới đầu mình đang đi sâu vào cái này. Thấy không? Thẳng cái khu số 2 là khi mình luyện tinh hóa khí thì em mình giữ được sức khỏe, tức là mình không có thành khí hết rồi, cái tinh tức là nữ mà huyết quá khí rồi. Nhưng cái nguy hiểm thứ hai là bệnh. Thấy không? Sẽ bệnh tới thì sao? Ví dụ em bình thường nhiều con vi trùng nó vô, con rắn nó cắn rồi sao? Hay là ăn nhầm chất độc nó chảy vậy. Giờ cái lần sau chống cái giai đoạn 2 nó mới khó. Giai đoạn 2 cái này nó có hai phần. Phần thứ nhất á, phần một là mình hít thở vô. Để nói về cái này thì thầy nói về thực hành luôn nha, tức là khi mình hít vô xuống đăng điện thì thấy gì? Cứng cứng. Hít vô cái để ý cái hít gì nè. Cái hít này là hít phổi. Nhưng trong hít phổi này nó có cái thở thai không đó. Thở thai là sao? Là mình nín thở mà tim vẫn đập. Đó. Ngưng chút. À, thế này hít rồi này, hít chút. Hít bình thường 2 giây thôi. Rồi đừng hít nữa. Thế ngưng. Nhưng mà lúc đó, nếu mà tay y nó đo, ủa sao nó không có hít vô mà tim vẫn đập. À, cái này hít là mới đồng nó có oxy thì tim vẫn đập. Tim đập phải không? Bây giờ tôi ngưng sao tim vẫn đập? Đó, cái đó thằng tay y bế tắc cái đó. Thằng tay y nó không để ý cái này. Nhưng mà đông cái tụi khí công để ý cái đó. Cái mà nó tự mà phát mới tiếng vẫn không có tăng lên, cũng không xuống, vẫn đập đều ngon tôm. Thì thời gian đó có cái thời gian nó gọi là mình phân tách cái hơi thở của nhạc bên đông y, bên khí công là hít trong một giây thôi, càng ít khi cái chỗ thì rồi cái nhịn nó gọi là nhịn, không có hít nữa. Thì nó có một thời gian này nó dài gấp 10 tới 30 lần, 3 lần cái thời gian một giây. Dài lắm, không để hồi xong bắt đầu ảnh mới xì ra của một giây hoặc hai giây anh thở ra, tức là không khí nè, không khí vô, không khí ra, thì có một thời gian lặng yên. Thì cái này trong ngành khí công nó nói cái này chính là cái thai nó muốn sống lại. Cái thai tức là hồi trong bụng mẹ, nó đâu thở phổi, nó không luồn ra mũi. Bây giờ nó lại, tại vì trong gọi là thai đập, tức là cái thai nó có nhịp tim, tức là cái thằng thai này nó không cần thở vẫn đập được. Thì cái này nó gọi là thai tức. Thì khí công nó làm sao kéo này càng dài càng tốt. Thì khi hít vô thì bình thường thấy để ý ha, thấy nó làm như là một cái hơi nó vô mà nó lắng động xuống nằm dưới này. Em nhắm mắt là em sẽ thấy này, nó nặng ở phía dưới, dưới cái chỗ cái đăng điền. À, nhưng mà nếu mà em ngồi không có rõ mà em đứng đâu, em đứng lên mà đứng. Nếu mà mất thăng bằng là nó xuống xuống, em đứng thử anh biết liền. Nè, hết vô, nhắm mắt, em thấy nó đảo trước là nó chưa xuống à, em muốn té mà sẽ nó nằm xuống dưới lại xuống à. Đó, cái đó là phải để ý không biết à. Thấy không? Em thấy là muốn té, tức là em hít đến nỗi là muốn quay cái phổi lên trên là nó té. Ừ, không tin rồi em nhắm mắt đi thử, em thấy liền, thấy nó đảo trên, nó không xuống dưới là chưa xuống năng điện đâu. Thì không đi bộ, đi từ chút xíu em sẽ thấy nó muốn té rồi bà. Đó, đi từ sau nó đi mà nó không có té thì nó xuống năng điện. Đó, phải ý cái kỹ thuật đó mới ra dọn thôi. Trong khi lúc tập khí công động cũng vậy nha. Em tập khí công động mà em đang tập ví dụ chạy tới kinh năng nước lên nhắm mắt đã té rồi chứ là khí chưa xuống năng điện. Em thử ra thấy liền à. Không là em đi lên cầu thang thôi.
nó muốn té, khí siêu xuống năng liền. Tập tới khi nào khi đi, khi đứng, khi làm gì hết nhắm mắt mà nó không có mất thăng bằng thì khí xuống năng điện, tại lúc nó giống như con lật đật nó đồng xuống dưới rồi. Cái đó là kiểm tra cái thở năng điện đúng hay không. Còn nếu mà chưa được như là chưa xong nha. Thành ra khi mà ông thầy chỉ xong, ông mới chỉ mình cái cách cái khí năng điện mà thở được chưa, đó là giai đoạn 1, xuống năng điện cái đã. Rồi giờ anh trong nhíu hậu môn, khi mà nam mà nhíu hậu môn, nếu hậu môn tức là mình hơi thoát cái đít lên đó. Thì phía dưới của nam thì nó thoát hai tinh hoàn, còn nữ thì thoát âm đạo, thì thấy nó có cái thục sau lưng liền, thoát cái âm đạo của nữ này, thế nó có cái gì nó đẩy lên sau lưng liền, cái đó là hội âm, tức là cái chỗ đó là chuyển. Cái cách làm như vậy nó gọi là chuyển, tức là giai đoạn 1 là kiểm tra thở trúng đăng điền chưa, giai đoạn 2 thì nó đang im vậy đó. Nó khi nó đang im nha, em hít vô cái em chuyển liền, thấy nó luồn ra phía sau luôn, nó không có nằm ở bụng nữa, thấy không? Anh thoát thì đó, ông đạo, nữ thoát không đạo vậy. Thì thấy là nó đang xuống, nó chạy tọt ra sau lưng, nó lên gáy mình liền. Nếu mà mình luyện được thì nó lên tới gáy luôn, không thôi nó tới lưng nó đứng, tới cái thắt lưng mình bôn nó đứng. Còn nếu mà nó qua được dấp tích, nó lên trên đỉnh đầu thì nó lên tới đỉnh đầu tới cái gáy thì thật rồi mình mới thở ra, thì lát em nhắc một cái là đạt, là không được ba quan sau rồi. Còn nó không có ngáp là không có được, nó ngáp một cái em thấy một cái nghĩa nó quá cái họng hả to, là cái đó là giai đoạn 2, tức là ba cái quan tập thành công, tức là khí nó qua được ba cái quan, nó qua mệnh môn, nó qua giáp tích, nó lên phòng phủ. Không phủ thì nó nhập vào tuyến tùng liền. Tuyến tùng là cái gì? Tuyến tùng là khi nó nhập, nó tiết melanin, nó làm mình buồn ngủ. Nó xịt cho cái ngáp thì nó... Hay là cái chỗ này là cái giai đoạn... Thức là nếu em ngáp nhiều hồi ngủ mẹ luôn. Nếu mà em nằm trên giường mà tập á. Nè nè, trong khách nó biểu diễn này nè. Đây nè. Nè, đây nè. Nè, nó tập nè, thấy rõ nè. Thấy luôn, trời ơi, nó ghi, bởi vì mình nói có sách nách có chứng chứ không phải là người ta luyện mà lại không có đâu, là luyện nè, còn nó luyện đó là giai đoạn mà bắt đầu luyện thành công á thì sẽ thấy cái hiện tượng đó. Không, nó ngáp hồi cái hết ngáp ngủ mẹ luôn, nó nhập định là nó vô định á, tức là vô ngủ là nó thiếp đi á. Mà... như buổi trưa em cũng muốn ngủ, nhưng mà có bữa ngủ được, có bữa không ngủ được. Không, bữa đó tại vì em còn cái công việc chưa hoàn thành, mấy công việc linh tinh hoặc là trong người nó đang có cái biến động, bệnh hoạn gì trong người á. Người mà không có bệnh, bữa nữa thì em phải coi lại cái bữa đó. Thứ nhất là công việc của em ổn định chưa, hay nó chưa xong em ngủ sao được. Thứ hai là trong người nó đang có, dù còn đói hay là đi cầu chưa xong, hay là bệnh hoạn nhẹ nhẹ trong người nó không cho ngủ đâu. Thành ra gọi là cái lúc mà thì buổi trưa em chưa quen, em phải luyện, tức là cái buổi trưa chưa có quen, phải ngủ một cái để nó lấy chạy cái đoạn buổi trưa là cái chuyển khí âm dương. Ở chỗ mình nó nằm một chút nó ngủ tiếp nha. Em ngủ trưa em phải tập, nhưng mà tại vì hồi trước giờ em do công việc quen thì nó cứ lặp lại lại. Bắt buộc em phải tập hoài mới ngủ được. Thì nó lên đi tiện đó là thì em cái thở kiểu hồi nãy. Cái này cái thở kiểu hồi nãy coi, cái chỗ mà nó nằm nó thở cho coi. Nó có cái hình. Sao ngủ hồi nãy thầy được. Thì để vô đây nó nằm đâu mất tiêu rồi, tức là nó nằm xuống. Cái này là trung đăng hạ đăng điền, cái này là cái phổi, cái này là cái tuyến thứ hai là luyện cái hệ bạch huyết này. Hệ bạch huyết là ở cái cổ này là dính hệ bạch huyết này. Cái này là cổ là dính hệ bạch huyết này. Còn này là cái hình này là phía trên là lóc mạch, phía dưới là nhâm mạch. Cái này là nhâm mạch, cái này là đốc mạch, cái này là
khi mà tập trung á, khi mà khí lên 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 cái tuyến tùng á, thì con mắt em là ở để ý cái đầu nha. Cái đầu nó có ba, nhiều người hay lộn cái ấn đường, không phải là giữa hai lông mày đâu. Em nhắm mắt lại, em nhìn làm như nó sau chân tóc hai thục đốn ngón tay mới đúng. Cái chân tóc mình vô hai thốn, cái con mắt nó qua nằm ở đó chứ không phải nào giữa hai lông mày đâu. Hai lông mày là ấn đường thôi. Ấn đường là mình tập trung suy nghĩ ở đó thôi, còn cái con mắt thứ ba nó nằm ở sau cái chân tóc hai thốn. Tức là hai cái đốt ngón tay mình để vô trong, nó nằm ở trong. Mình tập trung rồi thấy nó nằm trên đó, nó hơi nằm ở giữa này, nhưng mà nó sẽ nhói ở giữa đây. Chỗ đây là cái vật chất thì nằm ngoài, cái vô hình nó nằm ở trong chân chóc á. Con mắt thứ ba nó nằm ở phía trong chứ nó không phải nằm ngoài. Theo ngày xưa rồi ta nói con người đều có mắt thứ ba hết, rồi sau nó teo lại, nó tập tóp vô cái tuyến tùng mình, nó càng dài tuyến tùng càng nhỏ đi, thành ra ta chết vì cái tuyến tùng mất đi. Thằng nhiều người không hiểu cái tuyến tùng, cái tuyến tùng nó càng hé to teo lại. Còn thành ra người khi con nó luyện tuyến tùng cho nó bự ra. Tuyến tùng đầu tiên á, khi mà nó con thằng con bé mà thằng hồi con bé nó có hai cái điểm trên đầu sọ đây nè, thì giải thích cái tuyến tùng ghê lắm nè. Cái tuyến tùng này đây nè, bây giờ đây nè, cái tuyến tùng này đây nè, cái hình thấy không? Khi con bé là cái chỗ này nó hở cái lỗ rồi. Tức là ở cái đầu cái sọ mình nó có hai cái điểm, không bị không để ý đâu. Khi còn bé thì cái ở phía trước, ở bách hội, ở giữa, ở phía sau nó có một cái lỗ lõm lõm ở cái sọ mình á, có cái lỗ lõm sau này, để sau nó lõm một cái. Rồi ở giữa là cái điểm hai lỗ tai móc lên thì nó ra cái bách hội. Hai lỗ tai móc lên chứ cái đường dao ở lỗ mũi ra cái đường gáy là ra cái bách hội, đúng không? Thì em phải thấy sau phía sau một cái nó gọi là hậu đình. Hậu đình trong cái sơ đồ là cự phong đỉnh đó. Đó, cái cự phong đỉnh nó đền kia. Cự phong đỉnh là em hiểu cái đó nha, cái cự phong đỉnh đó, là cái chỗ là cái phía sau là hậu đình, là phía sau đó bách hội. Còn phía trước hậu là tiền đình, thì mới đầu cái khe này nó dài vậy nè, nó dài tiền đình hậu đình nó dài. Vậy. Dần dần cái nó bít lại, nó còn có hai cái để nhập là còn cái lỗ giữa nó bách hội đó. Đây nè, khi tập khí công là khi mình muốn lên được bách hội thì nó tụ ở cái chỗ lỗ hổm chỗ sau trước, xong rồi còn cái chỗ này là con mắt thứ ba, con đấy này là con mắt thứ ba là học tiền đình mà chích lên chút là tính hội, chỗ đó là con mắt thứ ba nó cách cái điểm này một điểm, thành ra khi tập hết rồi thì thấy nó nằm ở đó có điểm đó. Và phía sau có một điểm, khi hít dư gáy lên nó nằm phía sau, khi nó qua bách hội thì ra phía trước là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là nó cắt cái chân tóc hai thốn mình tương bằng vô này đó, để hai thốn thấy con mắt thứ ba nằm đó mới đúng. Còn ấn đường là cái điểm ấn đường thôi. Thì khi mình bị nhức đầu mình cọ cái này là cái mặt vật chất của mắt thứ ba, còn cái linh khiếu của mắt thứ ba nó nằm ở trên là cái hai thốn. Phải nhớ nha, nhà người hay lộn lắm. Con mắt thứ ba phải hiểu vậy nè. Mình hiểu rồi mình tập mới sai, không có sai. Còn mắt đây là giữa hai lông mày là cái ấn đường, còn mắt thứ ba nó trên đây nè, ở dưới chân tóc hai thốn con tay nè, đây là mắt thứ ba. Mà nó nằm đâu trong này chứ không phải ngoài da đâu, mình nhắm lắm. Mình thấy nó nhó là cái điểm đó ở ngoài nó gọi là huyệt tính hội trong 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 đông y. Còn cái đây là ấn đường thì người ta có tưởng tượng mắt thứ ba nằm đây, không phải. Chứ đây là chỉ là cái vật chất của nó, còn cái linh khiếu của nó nằm ở trên tuốt chỗ này. Thì cái linh khiếu chỗ này là nơi đó là luyện khí, khi luyện khí dương khí lên phải cho nó hút vô đây thì nó mới chui vô trong não. Chỗ này là quan trọng. Còn ở lưng mình á, ở giữa ngực mình á, thì có điểm ở giữa lưng là chỗ hít đất á, thì nó đem vô tim dây lá lách nó nuôi mình. Còn ở thận là ở giữa lưng đưa vô, thành ra người có ba cái lỗ khiếu đưa khí mình khi luyện mình hít thận, hít nhíu đích là nó vô cái mệnh môn trước để nó tinh hóa khí. Tức là cái thận á, nó có một năng lượng nó tạo ra huyết trong nữ, nó tạo ra tinh cho nam. Bây giờ nó hoành trở lại
thành ra nó khỏe lên, nó hút lại, tức là cái này tán giả nó xuất ra, nó không xuất, nó bít lại, thành ra trong cái hình nó vẽ là hai nam nữ này, cái này của nữ nè, nữ là huyết quả khí nè, cái này nam quá trên cái hình trên cái đầu rồi. Nhiều người không có hiểu là cái này là nam, nó cái tinh trùng nó chảy ra thành biển, nếu không thì ăn ở nhậu nó ra như biển, xài quá trời như như biển. Còn cái thằng mà luyện công thì nó thành có chút xíu nó đưa lên. Mà nếu hết cái này biển mà thành cái này thì thằng này sẽ thành tiên. Đó, nó đưa lên nhẹ. Thì nữ thì huyết nó đẩy lên. Thì hai cái thằng này nó đẩy lên thì cái chỗ mà nó hút vô là cái chỗ ngay cái thắt lưng này. Ngay cái thắt lưng chỗ mệnh môn. Ngay mệnh môn khi mình đưa nó qua cái thận khôn nó hút lên. Mình đổ đó mình để nó. Ồ thế nó giảm đau lưng. Nó giảm cái đau lưng và dễ ngủ, mình nó nặng nặng cái lưng là lúc đó là khí nó vô rồi đó, mình vô đó nó chuyển là bốn nó chuyển khí cho bốn thằng kia là bốn thằng nào, là nó chuyển cho thằng bốn cái tạng qua lại chuyển khí, tức là nó tăng chức năng cho mấy cái chức năng khác, tức là khi thằng thận nó mạnh nó tăng, nó đưa chức năng, thằng thận là vua chức năng làm việc trong cơ thể, tức là thằng kế hoạch mà nó giao cái hoạch các nơi, tức là khi mà thận nó nhận nó giao cái hoạch cho bốn kia lên, nâng khả năng lên, thì nó có bốn cái vẽ cái hình đó, chỗ này một cái, còn giữa ngực cái này, khi mình hít đất hay mình xô cái gì mình thấy nó có lực nó hiện ở giữa lưng, chỗ đó là khí nó cũng hút vô đó. Thì cái giai đoạn thứ một là mình hút đây thôi, hút đây khi bắt đầu mà tinh hóa khí rồi thì sức khỏe mình tăng lên, rồi bắt đầu tập giai đoạn hai là khí lên lưng, là chỗ hai cái lắc lưng này. Hai thắt lưng là khi mình tập thái cực quyền là các bàn tay em giơ lên xuống nó sẽ khí nó vô chỗ đó. Cái thái cực quyền là khi giơ lên thì nó mở ba cái kinh dương trên này, là ba cái ngón này, đó là ba kinh. Còn cái ở giữa là ba ngón này. Ba ngón này mà chút lại về gọi là mở âm duy. Còn mở lên là mở dương duy, là ba kinh dương, là hai ngón út với ngón trỏ đây này. Trong Phật nó gọi là ấn quyết đó, vậy là âm duy trong thái cực quyền là gì, ngước lên dài em sẽ thấy ba ngón này nó cứng nhắc, ngón giữa không quan trọng, là ngước kéo lên sau cái ba thằng này, hai thằng ba này nó căng lên, còn rũ xuống thì ba thằng này nó thành cái bút sen, thằng giữa với thằng ngón cái ngón út này, thấy không, nó gần nhau nhất nè. Thì ba nó âm thì là tập thái cực quyền làm vậy, là mở hai đường đó. Tăng âm tăng dương, tăng này tăng dương cho mình, tăng dương khí mà. Cho nên là khi ngồi mình luyện khí, em thiếu khí dương thì mình ngước hàm này để trên cái đầu gối để xuống, đó là tăng dương, còn để là tăng âm. Dù không có biết chứ phải ngồi có bấm lại đâu, ngu lắm, cái bắt chước không hiểu gì đó. Cái âm duy là ba cái ngón tay giữa này, chúc lại cái nhu sen nghe chấp này, ngồi mà chúc lại nha nè. Không cần đụng nhau để vậy là khí âm nó tăng lên. Còn ngồi để đầu gối mà rũ, tức là giống như là rũ ngước lên nè, ngồi trước nè, ngước xuống nhà hoặc là ngước lên, em để trên đầu gối mình ngước ba ngón lên, thì khí nó trên lưng nó lên mạnh hơn đó, phải nhớ nha, phải biết cách, nó có cái khoa học của nó chứ không phải muốn làm gì làm, ngồi bấm thì bấm, đó là để ý cái đó là mở âm duy dương duy. Trong thái cực quyền là khi mình tập là vậy, không là tay hay dây nè, thấy không nè, thấy đó, nó phải dậy mới được, là cái khi cái này để về cái thằng này nè, thằng này bị úp, thằng này bị ngửa, thấy không nè, úp ngửa nè, thành ra cái âm duy dương duy nó mở thì khí âm khí dương nó tăng lên một lúc, mà khí dương khí âm nó tăng thì nó chạy vô nhâm mạch, khí dương chạy vô đốc mạch, thành ra nhâm đốc mạch thông, thành búa thái cực quyền nó dễ chịu là vậy, nhâm đốc mạch nó chạy, đó, phải nắm đó, là khi cái chỗ này thì trong con người nó có ba cái điểm, là cái điểm ở gáy ấy, là cái phong phủ nó có một đường nha, giai đoạn đầu khi em hít lên thì nó chạy lên tuyến tuồng lên em ngáp, nó chưa lên cái dương khí phía trước nào, lên kịp đèn ngáp, còn cái thứ hai là vô giữa lưng là tim nó đập, còn ở dưới thắt lưng thì cái thận nó êm. Lên tới đây là tim nó êm, mà lên tới đầu là ngủ, tức là sao, là phục hồi tiên thiên khí, tức là phục sức, thành ra khi mà luyện mà khí mà tụ được ở tuyến tụng là em ngồi em ngủ,
thành ra gọi là đại định ngồi 7 ngày không biết gì hết. Đó là luyện thành công, đó là cái đó gọi là tiếng tụng ở ngay cái gáy này, bắn vô cái tiếng tụng nó nằm ở giữa hai cái lỗ tai, trong vô giữa nằm ở trong này, tiếng tụng nằm đây nè, như này trong cái hình này, đây nè chỗ này nè, cái này nè, trên lỗ tai đâm sâu vô cái tiếng tụng, nằm trong đây nè, trong cái đầu, đây nè tiếng tụng nằm đây nè, ngay chỗ này, nó nằm cái chỗ đó, tiếng tụng nó nằm ngay cái chỗ mà ở giữa là đại não đây nè, tiếng tụng thấy coi cái lấy cái hình thiệt bự, cái tiếng tụng nó nằm ở đâu, thấy cái não coi thấy cái điện, cái hình cái não vừa ở đâu rồi, cho nên tiếng tụng nó nằm đây, đó 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 chỗ đó đó, đây nè, cái cục chấm á, cục chấm chấm, cái chí nào đó đó, cái cục đó ha, cái người mà mấy ông tiên ông Phật cục đó bự lắm, còn người thường chút cháo hay gì đó, nó nằm ở giữa cái tâm não, trong cái túi ở trong à, nó bọc cái não mà ở ngoài nó nằm ở giữa đây nè, cái tâm luôn á, cái đó là nó ở cái tâm, nó vẽ cái đó là cắt cắt xuyên sọ đó, cắt làm hai cái sọ, nó cắt cái xuyên cái sọ đó, nó cắt xuyên cái sọ, đó là cái chỗ đó, thì em tập trung nha ha, thì dưới gáy em khi nó vô ở giữa, nó vô ở cái gáy phong phủ, đâm vô giữa sọ, giữa trung tâm sọ này nè. Em tập trung cho đó mà hồ là em ngáp, mà đẩy lên trung đó là ngáp, cái giai đoạn hai là bắt đầu nó vượt tam quan nó mới vô đó, rồi tập cái đó là mới là tinh hóa khí rồi đó, tại vì khi tinh hóa khí, khi mà khí của mình tinh trùng với huyết mình bốc lên, nó thành năng lượng, nó đưa lên thì nó đưa cho tuyến tùng, nó bắt tuyến tùng tiết melanin lên liền, tức là làm chủ được tuyến tùng, thành nó tiết melanin, tức là em phục sức liền, khỏi cần ngủ, tức là ngồi thiền mà là khỏi ngủ, thành ra cái chỗ đó là làm chủ melanin, làm chủ tuyến tùng giai đoạn một. Giai đoạn một thì lúc người đó ngồi mà tập á, thì thấy ngủ thiếp đi không biết, cứ làm thấy mình nằm vậy, nhưng mà mình vô cái mình vô cái tuyến tùng thì thấy ngắm ngán thôi, cái mình nhập định, đó là mình thấy mình ngủ thiếp trong lúc thiền, thì lúc có khi 3-4 tiếng mới tỉnh lại thì nó tương đương như ngủ ngồi đó, là gọi là ngủ ngồi, hay trong động vật nó gọi là ngủ đông đó, tạo được ngủ đông. Cái nào giai đoạn một là tinh hóa khí, muốn tinh hóa khí là phải cái khí nó phải qua tam quan mới cho nó quá quan phục thực. Còn giai đoạn đầu em thở hồi nãy là mình thở, mình đưa nó xuống cái đăng điền đó, mình nhíu cái mình đẩy lưng, cứ tập hoài, mà phải thường là tập trước khi ngủ không á, tại chỉ có giờ đó là tập được thôi, còn chưa, còn cái ông trong lốt mình có ông đi ông đa ông tập luôn rồi ông ngồi xung quanh ông tập luôn, chạy ông làm sếp mà, ông làm giám đốc, ông đâu có rảnh, đâu có làm mẹ gì, ai chở ông đi luôn, ngồi tập luôn cho hơn, ngồi luyện tập luôn, thì nó nói tập cái đó thời gian ông mau lắm, ông nói thành công mau hơn là đẩy lên tập, tao ở không hả, thằng đó tao tập dễ lắm, thành ra ông tập chừng năm cho ông khỏe ra mặt mày sáng sủa lên liền, là ông tập cái đó, ông nói bây giờ khỏe, cái đầu tiên kết quả nó là cái gì không, nam thì tinh hoàng nó co lại, quy đầu nó thụt vô, còn nữ thì ông đảo thử cung nó có thể điều khiển được đó, để ý cái đó là giai đoạn một thành công rồi, thì cái âm đạo phụ nữ thích lắm, thích là được, tức là mình cảm giác mình muốn to muốn nhỏ là do mình, đó là bất lập. Mà nếu tập để ý, nếu mà nữ mà để ý là lúc mà nó buổi sáng tập khí công như vậy, nó thích là liền, nó bóp lại liền. Còn nếu mà nó không bóp là khí chưa tụ, đăng điện chưa hoạt động, đó để ý cái đó. Còn nam á, thì tinh hoàng nó co lại, cái quy đầu thụt vô, nó thành như con nít, nó có một chụm nhè dài, nó có bụng nhè đó nè, nó trụng vậy đó, đó của nam nó vậy đó, giống như là trái đào vậy đó. Còn nữ thì khít, thì khít làm như là nó bít lại cái âm đạo luôn, không cho mở ra luôn, chỉ có lỗ tiểu hoặc lỗ dưới nó không cho mở, không bít lại luôn, nữa là luyện lâu rồi thoát vô một cái kính cát, lấy nhiều người thọt tay vô kéo ra không được, nói vậy đó, nữ phải tự mình tự thử mình biết, thọt vô nó bóp lại như nè, rồi nữa mình tập là mình đứng bóp ra, bóp vô bóp ra được hết, là cái đó là bắt đầu là mở khai sinh đăng điện. Mà khi khai đăng điện thì cái thời gian gọi là thai tức của mình 30 giây rồi, hít vô đến 30 giây không thở kịch, nó giống như con cá mà nó lặn xuống nước, hay con đùa lặn nó lên, nó thở bọt, nó lặn nữa y chang vậy đó, là bắt đầu thai tức xuất hiện.
mà thai tức xuất hiện thì em đo điện, em về em đo cái điện tâm đồ á, bởi giờ phải đo mới thấy. Em đi đo cái điện tâm đồ, ví dụ như vậy. Chỗ này phải dài lắm, dài hơn người ta. Hai cái đầu nhọn này, em đi đo thử. Nó dài là thành công rồi đó. Còn nó còn ngắn là chết mẹ, là tập chả có được mẹ nói cái miệng không à. Thực tế ví dụ giờ, ừ rồi giờ em về đo điện tâm đồ ha, xong. Đi đo điện tâm đồ xong, em lấy điện tâm đồ cùng bạn bạn mình coi thấy nó ngắn mình thành công. Của nó ví dụ cái điện tâm đồ hai cái đầu nhọn của nó. Như vậy á, từ đây hai cái đầu nhọn nó lên đây là 3 giây của mình 30 giây dài vậy nè. Là một nha. Để coi cái thứ hai nữa. Khi mà thai tức rồi á, để ý à, cái đầu trên, cái độ bề cao trên với bề cao dưới bằng nhau à. Nếu mà ở trên này cao quá là em thở ngực. Ở dưới thở cao quá là thở bụng, chứ không phải thở khí. Thở khí hai bên bằng nhau, cân bằng âm dương. Để ý cái điện tâm đồ. Thành ra cái này cái người mà học khí công mới biết, người tây y không để ý đâu. Còn khi em đi lo lộn mỗi năm, lúc mà đi khám sức khỏe đo điện tâm đồ về em coi. Em thấy ví dụ năm nay em tập 30 giây thì cái điện tâm đồ nó cách như này. Sang năm tập dài hơn, cái này dài ra. Mà cái đầu nhọn trên này đó, nó đều hai bên đều nhau. Là xong. Là cái đó là thở khí được rồi đó. Và cái thời gian này dài tức là em thay tức nên thành công. Thành ra có khoa học chứ không phải nói miệng mà. Dù thằng nó nói hai trong thông mà đi đo cái tiền tâm đồ tao coi em có là chết mẹ mày với tao. Mình lấy xạo, đó là cái lo cái kết quả cái này là luyện thay tức. Khi nó xong cái đó rồi, cái đoạn thứ nhất là cái hít vô cái mình đứng lâu, muốn cái thứ hai là giai đoạn thứ hai là hít vô khoảng chừng một cái là phải ngáp 10 cái ngáp là ngủ mẹ luôn, tức là thường thường buổi trưa tối về thầy làm vậy nằm cái phết rồi ngủ mẹ, mà khi ngủ thì không ít mơ lắm, tại nó sâu quá, ngủ có pháp rồi nó đi sâu lắm. Tức là phục khí toàn bộ lại liền. Thế nên tập thời gian lâu này là tập với người lâu năm, còn em mới đầu nó chưa khó, nó từ từ nó thành, nó sướng lắm. Là tập thành cái đó thì nó có một mấy cái thời gian là trưa trước khi ngủ cứ mỗi lần nằm phải nằm theo tư thế của mình, học một con một duỗi nhớ nha, chứ không phải nằm sao nằm sai quá không có luyện được đâu. Tức là nằm một tay co một tay duỗi, chân có giống như của Phật nằm. Và cái hướng nằm, nếu mà cái hướng nằm phải chọn lại nha. Em thử trong cái phòng em, ví dụ cái giường đây em nằm cái theo chiều dọc nó vậy coi, nằm chiều qua cái chiều nào mà ngủ mà ác mộng nhiều là sai là không được, nằm sẽ thấy liền. Nhiều người không có về, không có để ý đó. Ác mộng cười mẹ nó luôn, thành nó quen luôn. Em về tối rồi mới dựng, ngày mai em thử trong vài ngày. Đêm em xoay cái giường mình nằm, em xoay theo chiều dọc đó. Để cái giường nằm theo chiều dọc. Rồi em xoay cái chiều thẳng đứng này. Coi cái chiều nào mà nó không có mộng, có ác mộng nhiều là cái chiều đó là xoay giường lại đó. Nhiều người không có để ý, thành ra sao luyện. Ngủ không được đâu. Xoay là ngủ không được. Tại nếu mà xoay là chỗ đó là sóng từ trường nó xoáy, giống như là cái đầu em nó đang phát sóng, nó nhận sóng từ trường vô xong ngủ nó xoáy tất cả tế bào nó lộn nhộn như nè. Cái tế bào mình nó bị chạy tùm lum hết, cái tế bào não của mình á. Thứ nhất, một là cái điện thoại của em để cạnh bên là cũng chết mẹ khỏi ngủ luôn, cái điện thoại là phải tắt. Khi thường thường nó lúc mình ngủ mình tắt mẹ đi, lát hồi thức dậy mở có gì đâu, tại ngủ ai phone sao tao ngủ. Ta tắt mẹ đi là một. Cái thứ hai là em coi trong cái phòng của em á, ví dụ cái phòng của mình nè, ví dụ phòng của thầy nè, cái phòng của thầy này nè, phòng của thầy ở đây nè ha, chỗ này cũng được nè, cái gió của thầy ở gió này vô ra ra ở đây nó tụ là âm khí nè, ngủ cũng được. Con mèo nó không thèm ngủ đây đâu, con mèo ngủ đây nè, con chỗ mà âm khí con mèo hay ngủ, mình ngủ vô đó là mình ngủ cũng được á, mèo thì ngủ được, cái thuộc âm mà. Con chó em coi chó nằm đâu là ngủ được đó. Nếu mình nuôi con chó mà mình thả rồi nó nằm chỗ đó, xếp cái đầu mình để ngay chỗ đó được. Là một, trong phòng này là thành ra cái giường của thầy phải để xoay hướng này. Chứ xoay hướng này là cũng được á. Chính trong ngành khí công ngủ được chứ nói người ngoài. Trong ngành nằm xuống mà nó tùm lum trong đầu liền. Ghê lắm, em chưa bị đâu. Thì về phải coi lại là coi cái hướng nằm. Hướng tối em cũng có hay ngồi thiền khoảng nửa tiếng á, ví dụ như bữa nào mà ngồi thiền mà kỹ là tối không có mơ. Cái đó là cái đó là cái đó là biến động bên ngoài, cái biến động bên ngoài, cái đó biến động bên ngoài,
cái đó là biến động bên ngoài, còn biến động của tỉnh của thiên nhiên là của chết nữa. Ngồi ngay cái chỗ biến động là chết mẹ, nó không cố định, nó có lúc nó giờ giờ chạy qua chạy lại chút chút á, ghê lắm, ghê lắm, em không để ý đâu, không có máy đo không biết đâu, mình chỉ có đầu mình đo được à. Em thử bữa nào nằm trối nằm mộng thấy ác mộng, em thức dậy em trở đầu hết liền, là nó là cái chỗ đó đừng nằm nữa. Chỗ nào mà thấy mình nằm mơ thấy toàn ghê rợn nhau, chạy té rồi kiếm nhà không ra, rồi gặp mấy người mà xấu trong đầu, không gặp người này kia gì tùm lum la, những cái xấu thứ gì ngủ em thấy những cái xấu nhiều, không những cái xấu nhiều hơn cái tốt thì đổi chỗ một lỗ ngủ đi, tức là lo sợ nè, rồi những cái bậy bạ gì nó hay xảy ra trong đầu, là khi mình không muốn người ta ngủ là đi xảy ra, trong khi mình là người tu mình muốn dẹp nó sao ngủ nó xảy ra, là đổi chỗ đi, chỗ đó là không có được. Chỗ đó nếu mà xét về khu vực trong trong không gian là nơi đó âm khí nhiều, tức là hồn ma nó tụ đó, nó ngủ chung với nó đáng chịu, nó phá có quyền với mẹ này, mày vô chỗ tao mày ngủ mày, ừ mẹ chỗ tao ngủ chưa vô mày, lập mình bình thường thì mình ra chỗ khác thôi, sao mày nằm đó, rồi mày ngồi đó mày chống chống cái gì, mẹ tao nằm rồi mày đè tao, nó thẳng vậy đó. Nhiều người không có hiểu, em thực tế ví dụ này, mình là cái cõi mình hữu hình, cái cõi vô hình nó nằm đâu, đâu biết không, nó dẫm về đầu nó sao. Thành ra ngoài đường mấy chỗ mà xe đụng là không khí cái chỗ đó bị té, bị đụng qua là vậy đó. Nó ở đó đụng nó đúng rồi té, nó nằm đó đụng nó té đáng chịu. Nhưng mà họ mới tính gì, nó chỗ nó chết thì nó nằm đó chứ đâu, nó chưa đầu thai nằm đó thì mình cứ cán nó cho hất mình xuống chứ. Nhiều người không hiểu thì né thôi, đó là công tắc. Cái bài này hôm nay là bắt đầu thành ra có hai cái để ý nha. Thứ nhất là thở đăng điền là phải kéo thời gian là coi cái điểm tâm đồ. Cái thứ hai là khi mình hóp, khi mình nhíu xuống dưới trong lúc mà đang vừa hít vô nhíu đẩy liền cho nó lẹ, nó uống liền không cho nó tụ dưới bụng dưới, tụ bụng dưới thì nó sẽ tăng dục à, đẩy liền đừng có để nó tụ. Mà tăng dục nó lên tới trên mà nó đưa vô tuyến tùng cái là nó ngủ thiếp đi á, là giai đoạn một. Nếu mà thấy ngáp nhiều ngủ được là chẳng. Giai đoạn thứ hai là để cho cái tình dục nó không có tăng là phải lấy khí đưa lên ngực, đưa lên cái hai cái đầu ngực nữ, là hai cái đầu ngực nữ là cái bao tử của con, là cái ngực. Giải thích rất là dễ, tại mình nuôi con bằng cái ngực, tức là cái ngực là bao tử. Còn bao tử nó quậy lắm, ăn vô là nó luôn, nó xanh ra đó hết, tất cả cái gì bị bại trong đầu là cái chỗ cái bao tử mình xay gây ra, tức là đau bụng đau gì đó. Đàn ông thì đau bụng, của mình nó đau cái trên này, nó đau mà đau cái vô hình á, nó tác động làm cái nữ nó khó ngủ là cái ngực. Thành ra cái chỗ đó, cái ngực chỗ đó là mình phải đưa khí lên, nó biến cái khí cái đó luôn đó, cái chỗ đó nó gọi là cốc khí. Ăn uống như nó dùng nó trước, tại vì nó nuôi con mày, bởi vì em ăn cái gì con nó ăn cái đó, em ăn cái gì mà có cái gì mà bị tiêu chảy, thằng con thằng nhỏ bú ra ỉa chảy liền, cái y chang á, thành ra cái bao tử mình nó chui vô cái ngực liền. Thành ra nữ mình những cái độc tố nó lên ngực, mà ngực nó gần tim, thành ra khi mình tập khí công của nữ phải đưa khí lên ngực và đốt nó luôn, tức là đưa khí cho nó biến cái cốc khí, tức là khí của ngực. Thành ra tập lâu cái người nữ á, cái ngực nó không, nó mất cảm giác giống như mấy người tu hành này. Ừ, thành ra mấy người mà đi tu của nữ á, nó lấy cái nịch ngực lại á, nó không cho cái đó, nó phát triển, nó sợ, tại nó không làm chủ được nó. Thành ra gọi là tu kính, tu dòng kính của Thiên Chúa giáo, thì em thấy nó bịt hết, che siết chặt cái ngực lại liền. Còn nữ mình bây giờ thì cái đó là người đó là người dở, còn giỏi dùng ý, không được dùng vật chất, vật chất là dở đó, siết là dở rồi. Còn mình tập nó làm chủ mới đầu, mình chưa quen thì mình siết, dần dần quen mình thả ra, làm chủ được là nó êm thì ngủ dễ vậy thôi à. Còn nam không có, nam có ngực đâu mà lo, nữ thêm cái đó nữa, nữ là bây giờ khi nãy em nói ngủ là cái ngực, tức là cái ăn uống gì nó lên đó, mà nó vô đó là nó quậy tới ngực, nó quậy tới tâm, tới tim, tới tâm mình, ảnh hưởng tới tâm. Cốc khí mà ăn uống dụ ăn thịt thì nó quậy nhiều, thịt con gì con nhiêu gì, rồi ăn rau đâu gì, rồi cái rau gì nó vô cái nó, những loại rau gì nó làm cho cái cơ thể mình biến động như nào, nó vô cái ngực trước, là cái ngực của nữ nó ảnh hưởng tới giấc ngủ, chứ không phải là chỉ là cái khí như nào, phải luyện cái đó.
Thì khi nó vô đó thì em để ý ăn uống cốc khí lên ngực. Cốc khí tức là tất cả các chất nó bồi bổ nuôi dưỡng tất cả tạng phủ của nữ nó nằm ở ngực á. Thay vì nuôi con nuôi mình, nó tự nuôi mình thì chỗ đó nó tích thì nó nhiều. Thành ra làm chủ đó được, làm sao mình biến cái đó thành khí. Vậy rồi là cái đó là của cái ngực của nữ. Thành ra nhiều người không biết đó là giai đoạn thứ hai của nam, là khi mà nam ở dưới này mình xuống là bóc qua liền không thôi, nó phát nó tăng lại, đưa lên lên đầu. Lên đầu đó, giai đoạn đầu ngủ được, khi ngủ được cái giai đoạn thứ hai là gọi là khí hóa thần, là không có luyện tựa ở sau lưng lên đầu mà ở ngực lên đầu, cái ngực của mình lên cái đầu. Tại sao? Cái tánh nóng mình, tất cả tánh là do cái ngực nó xây ở phía trên ngực nó tạo ra. Tánh xấu mình nằm cách đức tánh đây nè, bắt đầu nó phân ra trong cái cơ thể mình nó ghê lắm. Đây nè, đây nè, để ý nha, đây nè, nó gọi là 10 cái thiên can. Trong cái thiên can có giáp ất, bính đinh, mậu kỷ, canh tân, nhâm quý, phải không? Em để ý cái thiên can ở trong mà cái tuổi mình á, thì cái giáp nè, mấy cái giáp, cái bính, cái mậu, cái canh, cái nhâm, cái này là cái tốt không, còn cái ất là phá không á. Giáp thành ra cái giáp này là cái gan. Gan nó có hai tính năng, gan giáp thì nó là lòng nhân, mà tim bính á, thì là cái thật, là cái lễ. Còn cái bao tử là chữ tín, nhân nghĩa lễ chữ tín á, là nhân nghĩa thì đó là giáp bính mậu canh nhâm. Nhớ nên cái này là cái nó là cái tuổi của em, coi cái tuổi dính nó không đó. Nếu mà tuổi giáp là dính ất, tức là nếu mà em cái ất mão thì cái tà nhiều nè, đó là nó làm mình khó ngủ nè. Chỗ này nó làm du hồn nó hai cái đầu đi tùm lum nè. Cái tuổi nào mà tuổi ất á, là cái này là phải ráng tập để trở thành giáp đó. Thành ra nhiều người không hiểu cái thiên can của trong khí công, nó để cái hệ cái chữ nó có cái giáp, giáp ất, bính đinh, mậu kỷ, canh tân, thì cái những chữ giáp bính mậu canh nhâm thẫn người này tự trời cho nó có năm cái tính nhân nghĩa lý tính, nó nhẹ, nó không có phải phấn đấu, còn mình phải luyện. Thành ra em tuổi mà có chữ thiên can ất là dính tới chưa hỷ nè, du hồn ảnh thoái đi tùm lum, cái hồn ảnh đỡ đi vòng vòng không ạ. À? Còn cái nếu mà tuổi đinh á thì lạc, tức là thức thần á, cái ảnh thích lạc tức là cái hưởng thụ sau á, rồi cái chữ kỹ, chữ kỹ nè, là chữ kỹ này là thèm ăn, chữ kỹ thèm ăn. Còn cái chữ canh này nè là hay quát người ta, cái tuổi của chữ tân á là hay quát nộ ta lắm, nộ la đó, mày nó biểu mày làm la mày đó, là cái người cái đấm đấy. Rồi cái chữ quý là cái này là tình dục, cái tuổi là quý gì lắm, anh cha đi gái dữ, phải thắng, phải tập thắng cái đó này. Thì họ có chữ quý nè, chữ tân là cái gì thành. Còn mấy cái này là cái người mấy cái tuổi này là đàng hoàng đó, còn cái tuổi này là tuổi quậy nè, thì tà đó. Thì nó phải trong 10 cái này là 10 cái công, cái độ kinh đồ nó kia. Thành ra cô đồ em thấy không, độ kinh đồ nó đây nè, nữ nô đây nè, đảm thần long diệu nè, tỳ thần nè, phế thần, những cái thần đây là cái đó đó. Giáp như cái gan nó đề chữ can thần long yên tự hàm binh, nó long yên hàm binh là hai cái ý đó đó, nhớ nha. Chỗ thành ra khi mình học cái này mình phải biết là lát hồi phải ghi lại cái chỗ này là nhà chữ giáp ất bính, cái này là bính, bình đinh, mậu kỷ, canh, cái này tân nhâm quý là năm quý, chia nó làm hai, bên này là xấu, bên này là tốt, là thiên đàng địa ngục hai bên đó. Tốt này là giáp này, nó dính tới là giáp của này nhân lễ nè, mậu là uy tín nè, canh là chữ nghĩa nè, chữ nhâm tức là trí đó. Còn bên này á, chữ đối với này, thằng này là du hồn nè, tức là anh hỷ nè, du hồn nè, thằng này thức thần nè, thức thần là thấy được, là lạc đó, nó dùng chữ lạc. Còn cái này là ăn uống, ham ăn nè, nói chữ ham ăn nè,
cái ham hưởng, tức là ham mua đồ lạc thú, tức là mua cái này mua thích mua đồ lắm. Còn thằng là cái đầu nó ngồi nghỉ biển bao, ngồi chỗ cái đầu nó chạy đâu á, nó ngồi cái đầu nó chạy mà được. Em là vậy, ngồi đang nói, đang ngồi học đây, có thể cái đầu đang nghỉ mà được á, là cái hồ nó chạy, người nó vậy á, đang ngồi nó không có yên, nó ngồi chút là nó chạy đâu. Ví dụ đang học, em đang học là cái đầu nó nghe tiếng động kia, nó thằng bé mà làm gì ngoài đó chạy hồi chạy luôn, nghe ông thằng dẫn tiếp ảnh, nó ảnh chạy hoài à. Cái tượng đuổi ấp á, tụi đinh là cái này anh thích, khi ăn thì cái gì cũng làm, mua cái này mua cái kia. Còn chỗ nào là ham ăn, chỗ này là hay quát tháo nè đó. Còn cái chữ quý này là thích tình dục á, tức là người này là gọi anh ta, anh hay gọi đầu hoa đó, chữ chữ quý này á. Rồi cái này là trong trong cái nguyên của nó là gì, chữ cái gan là nguyên tánh, là để nói là nguyên tánh người ta, cái tánh bản gốc của nó, tánh gốc của nó, còn là cái thần gốc của nó, cái gốc của thần, còn này là khí gốc của nó, còn cái này là tinh nè, cái phổi dính tới tình, cái tinh nè, cái này dính tới tinh túy đó, phong độ bự con đó, tinh túy. Nhớ nha, cái này những cái nguyên gốc của nó, cái nguyên trở về gốc của nó là chữ này, cái gốc của nó là tánh mà có hai loại đó, thần có hai loại, khí có hai loại, tình có hai loại, là tinh có hai loại đó. Nhớ cái chữ là cái này là trong nội kinh đồ ta đang dùng cái từ em thấy Long Diệu này cả mẹ nó dùng cái từ là của Trung Quốc, còn thầy dùng tiếng Việt như vậy nè. Đừng có ngồi đây trong thần đang nguyên tự thủ linh là cái bố gì, thần là tim, mà tim là có gì, là bính đinh, tim là bính đinh, tim nè, cái này là gan nè, gan nè là can thận. Để giải thích nghe này, em đọc cái đó đừng theo cái từ nó. Còn cái này mậu, cái này là ô tử nè, tỳ vị nè, canh này là phổi nè, cái này là thận. Đó là cái thần, là tức là cái thần nó cao hơn, nó cao hơn con người á, ông thần á, tức là công thần của gan là cái thần có hai loại, ông thần gan có anh thần đó, thần nhân, còn cái thần hẹ đi lang quang là cái thần của nó, cái thần cao. Ngày xưa cái gì mà vô hình của cái vật chất nó đều gọi thần hết, cây thần cây, gan, tim thần gan, thần tim. Thành ra nhiều người không hiểu chữ thần hỏi tinh thần đâu. Cái ngày xưa chữ thần đó tức là cái gì cao của cái cấp đó, ví dụ như thần cái cây chết mà thần tinh, thần cây, cái nhà thần nhà, thần cụ thần viết, thần đủ thứ thần á. Thì cái này là năm cái thần của người thì nó đặt thành giáp ất bính đinh nhổ. Thì cái chữ này người nào có cái tuổi ra cái tánh gì, cái tánh, thành ra cái chữ mà gan là cái nguyên tánh người đó, cái tim là nguyên thần người đó, cái bao tử là nguyên khí người đó, còn cái phổi là nguyên tình cảm người đó, còn cái tinh là tinh túy sức mạnh. Người nữ thì đẹp đẽ dẻo mềm dẻo là cái tinh, là nguyên tinh, là cái chủ cái thận. Người ta cũng có cái tuổi là dính đó. Đó là nhớ cái này là giảm luôn cái khúc ruột của cái nội kinh đồ hôm nay. Trong thôi nhiều lúc mình tưởng nãy giờ nó không nông vô đề đâu, đang nội ruột cái đồ. Còn cái hồi nãy nói luôn cái lửa này, cái đầu chỗ này là cái phía sau, cái này là cái nề hoàng, cái chỗ mà Tuyến Tùng em đưa vô đây nó tiết mà lên ngủ nè. Củ Phong Sơn là chín cái huyệt trên đầu, cho nó hình này vẽ chín cái huyệt. Chính cái huyệt đầu là nằm này, trong cái bát đoàn cọc, trong cái nào. Thấy coi Củ Phong Sơn là cái gì, là chính cái huyệt này. Rồi thức thứ 8 của bát đoàn cọc đây. Củ Phong Sơn này nè, đây nè. Bát hội này ha. Phía trước này có 4 cái, phía sau 4 cái là Củ Phong Sơn. Đó là cái tên nó nè, cái này từ đây nó nè. Từ GV16 đến GV24. Phía sau nó có 4 cái, phía trước 4 cái. Thì trong cái sơ đồ này nó vẽ lên để giải thích để hiểu. Ghê lắm, thành ra mình Trung Quốc mình coi Trung Quốc ghê, nó không có ẩu như mình coi nó. Cái nè, chính cái điểm này theo là chính cái điểm, là chính cái điểm thầy đang nói nè, đó chính cái điểm này. Là chính cái đầu núi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là chín cái địa huyệt này, trên chín cái huyệt này đó, này nó vẽ nè, thấy không nè,
đó là cửu phong sơn. Đó, cái này hình này nó nói giải thích cửu phong sơn. Còn cái này là cái phía tiền đình, hậu đình và bách hội đó. Luyện phía trước phía sau có 3 điểm. Có cái hình mới hiểu. Còn cái này là bách hội nè. Đó. Chỗ này là con mắt thứ ba là tỉnh khí công, là luyện tỉnh khí công, là cái hộp, cái ông ngồi là Lão Tử. Lão Tử là người nghĩ ra đầu tiên cái hộp thở để vận khí kiểu cho thêm. Nhưng mà khó tập quá, về sau cái tới là Đạt Ma. Đạt Ma mới ông Đạt Ma này, ông mới dùng động công, tức là 10 ông dùng dịch cân kinh, ông mới luyện được, ông mới thông được cái nội tạng. Còn cái ông này chỉ thông được cái cột sống thôi, chủy sống thôi và cái suy nghĩ thôi. Ông này thì làm trạng phủ, 12 trạng phủ là cái ông đi chủ phì về nhâm. Thành ra cái ông Đạt Ma chủ phì nhâm nha. Tức là luyện cái phía trước này là Đạt Ma trùng, tức là nó làm cho 12 tạng mạnh nhờ cái mạch nhâm, đem huyết vô tất cả 12 tạng. Tức là cái ông Đạt Ma ông luyện cái tạng phủ, ông luyện cái bộ bên ngoài. Còn cái ông Lão Tử là ông luyện cái suy nghĩ không ạ? Đi khi khí chạy trong tưởng tượng cái khí. Thành ra nếu mà luyện này trước là tàu hỏa liền, tại chưa cái vật chất chưa có, thành ra hai cái này đi chung. Nó cái hình nó chữa này, cái này nó nói về mạch nhâm là ông Đạt Ma này. Cái hình nó vậy nhà, mạch nhâm khi nó đi lên nó dính tới có hai cái lỗ ở dưới nữ thì có một cái lỗ là một cái chỗ là lỗ sinh dục và cái chỗ đi tiểu, còn trên cổ cũng hai cái lỗ nuốt với cái lỗ thở. Nhưng mà không để ý, hay lắm à, hay lắm. Nam ở dưới cũng cái nam thì cái tinh dục, tức là tinh trùng với đi tiểu chung một lỗ nha, còn nữ nó rời thì cái cổ cũng có hai cái lỗ, hai cái đường vô, một cái đường vô cái không khí, một cái đường vô đồ ăn, mà nó có cái nắp nó đập ra ngoài này, nó có hai cái cổ ghê lắm. Đây nè ở cái cổ đó thì cái một cái đường mà đường vô phổi á là khí, đường vô kia là huyết, à cái đường nuốt là huyết. Thành ra huyết, cái người mà huyết mạnh nó nuốt mạnh lắm, không bị ngạn. Người nữ mà huyết kém á nuốt hay bị ngạn lắm, hồi nuốt phải uống cái nước mới vô. Còn mấy người nữ mà ăn uống gì không phải cần phải có canh mới nuốt được á, thì người đó huyết mà khỏe là không cần canh, tức là ăn khô được. Ăn khô được. Còn người mà ăn mà phải có nước là rồi huyết kém, rất đơn giản nha. Còn cái lỗ thở là lỗ cái hít thở, cái lỗ này là cái nó khi mà em hít vô em gầm sợi xấu lại, nó có 7 cái âm thanh. Tức là cái người nào mà thở mà hát hay phế khỏe, phổi khỏe, hát hay là phổi khỏe ha. Còn hát mà không có mono quá là giỏm quá. Hát hay tức là cái âm thanh nào ra âm thanh đó, còn mono với qua hai tai này hiểu không? Thành cái người hát hay không phải hát to, hát đúng nhịp, tức là đơn đúng nhịp. Thì cái chỗ này nó gọi thập nhị trùng lâu, 12 cái nốt nhạc ở trong cái cổ họng mình. Thì bữa nó chỉ rồi tầng hắn, thành ra khi mà em tập trong người mình nó hơi yếu ngầm lên nó khỏe. Ví dụ sáng mình sáng thức dậy mình tập mình thấy nó không có khỏe lắm, em gầm cái khỏe liền. Ví dụ giơ cái tay cái chân mình giơ lên vậy thế không khỏe, khỏe liền, phải có âm thanh vô. Thì cái âm thanh nó kích cái tuyến khí của phổi phế, khí phế, thành ra phải có âm thanh. Âm thanh có nhiều âm thanh. Âm thanh ở là khí bốc lên, còn âm thanh nổi là nó có âm, cái âm vô hình đó là nó ở, còn cái âm hữu hình nó phải khạc. Thì có mấy cái âm hữu hình gầm nó lỗ mũi, tức là cái hơi thở ra mũi có âm thanh vô cống họng con này nó là thằng hắn đó. Rồi thổi, nó phải thổi rồi xì. Hỉ như hỉ mũi á, là nhớ nha, cái âm này nó có bốn loại này, là hỉ mũi giống này, hỉ mũi giống hỉ mũi đó, hỉ mà ra hết cái nước trong, mà cái nước trong phải lao cho nó hết. Khi em tập phải hỉ cho ra hết nước trong, trong lúc tập cái công mà còn nước là không có được. Thứ nhất cái đó là khí tà của thận đó, khí là mũi là khí độc của thận. Cái thứ hai là khạc, tức là đàm, khí của phổi là chất độc của phổi,
nó ra cái đàm, hoặc cái sợi nước nước trong 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 nó dài 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 nằm trong cái cổ họng đó. Em thấy khạc lắm, nó dính dài trong cái khó lắm, đó là khí của phổi đó, độc lắm. Cái thứ ba là thổi á, thổi là cái mùi hôi của bao tử. Em thổi được là không có hôi. Người nào mà thổi hôi chó những cái miệng hôi. Còn cái thằng mà không có hút gió, không có mạnh là cái miệng hôi, là cái hơi, cái này là hơi của bao tử. Còn hơi của phổi là khạc đàm. Còn hỉ mũi là cái nước trong trong mà ra là nước trà độc của thận. Đó là nhớ phải khi sáng phải tập, phải luôn luôn ba cái này phải tập. Rồi cái thứ hỉ khạc gầm gầm của cái cổ, gầm mũi á. Còn hỉ mũi là của cái là của mũi rồi. Còn còn thổi, thổi của bao tử. Đó thì mấy cái đó mà em phải trộn, ngày nào phải thử. Nếu mà ngày nào mà một trong ba không có là hôm đó khí là chưa đắc khí nha, đắc khí nó cần ba cái âm đó, âm hỉ mũi nè. Thứ hai là khạc đàm nè. Thứ ba là thổi. Mà thổi phải có âm thanh, thổi mà không âm như không. Thổi mà có âm thanh không hay dễ mà. Em thử coi, sáng nào mà em tập mà không thổi âm thanh là phổi chưa sạch. Phổi yếu lắm. Mà thổi. Đó thấy to vậy đó. Mà thổi không được thì thấy tiếng mẹ. Phải tập. Thành ra nếu mà mình thổi không được là bao tử yếu. Bao tử yếu. Rất đơn giản thôi. Nó thổi không được là bao tử yếu, đơn giản thì cái đó em thử ra, để cái bao tử thổi là bao tử nó thọc vô liền, nó thọc thiệt nhanh vô nè, nó lên thọc nhanh, tức là ảnh cái sự cục cửa ảnh không có mạnh, ảnh cục co ra co vô không mạnh, thành ra em thổi là cái bao tử nó thọc vô nhanh lắm, nó ốp vô nè, nó không được, tức là cái bao tử mày không hấp được, tức là cái bao tử mày yếu. Còn cái khạc là cái hỉ mũi đó, là ở dưới hạ bộ nó thoát lên, ở dưới như thấp nó thịt lên chứ không phải trên ngực. Ở dưới nó xịt lên vậy là cái thận á nó bóp vậy nè, xịt lên nó mũi luôn. Còn cái này là cái hơi phổi nó ra, nó kẹt ngay cái chỗ mà cái ống thở đó, nó làm rung cái ống thở đó. Thì những cái chất cặn bã trong khi thở nó bám đầy cái ống khói, giống như ống khói cái gì lô ra là nhớ lắm, nhờ nhớt nữa, nó nằm theo cái chỗ nước ra vô, chỗ không khí ra vô với ăn uống ra vô, nên nhớ lắm, nhưng mà không biết thật nó ra. Đó là cái âm. Đó là cái là nói về cái chỗ thập nhị trùng lâu nè. À, cái chỗ này thập nhị lâu thải hàng bí quyết là chỗ đó luyện nhau. Bốn cái âm thanh nó luyện cho tao. Thế nên rất rất đơn giản mà bốn âm thanh đó, mà khi mà luyện thành công thì hát rất hay. Hát hay và phân biệt được bảy nốt nhạc do re do re mi fa sol la si do. Nó phải thuộc ba cái đó, mà nghe cái đó phải mình hát được bảy cái âm đó. Nhiều người trong cái bài nhạc mà có mấy có cái âm nó hát được là cái âm nào không được là cái tạng nó bị đó là cái thập nhị tạng lâu bí quyết nè. Thành ra cái đầu đang giảng rồi, hôm nay là giảng hết cái ruột rồi. Đó còn giấy giảng cái âm dương huỳnh tưởng xa là cái chỗ này là cái đăng điền nè, bốn cái rải rồi, còn mấy cái dốc tiếp xung quanh xong. Hết thời gian rồi phải không? Tiếp thôi, nghỉ. Sau tiếp.